nhưng mà nó có cái gốc cho cái tương lai. Thế là ổn. Hiểu chưa? Rồi đồng thuận rồi nhé. Ok chưa? Rồi, rõ ràng đấy, thầy nói luôn là những người phải làm đó. Thứ nhất, phân tích lại bài toán về các cái chức năng đó và các cái flow đó như thế nào cho đơn giản thôi. Nhớ bắt chước cuộc đời là dễ nhất, đừng chế ra lên. Dĩ nhiên các em có quyền đưa ra cái quyền cái quyết định riêng của em, nhưng mà nếu thấy rằng cái cách làm của em khác với cuộc đời mà nó phức tạp hơn thì đừng có giải. Chọn giải pháp dễ nhất có thể là và dễ hiểu nhất. Thế hồi nãy các thầy nói chính là dễ đấy, lúc mà bẻ nó tổ ấy. Bây giờ nè, có nghĩa là giờ nó chỉ chốt lại và tôi nghĩ thì chút xíu tí mà thì sẽ thôi nè. Thấy đứa mặt nghe rồi nè. Quá. À, bản chất bài toán của em vẫn là cái quản lý cái nhà sư này. Thấy không? Thì nó vẫn có cái việc là gì? Phụ huynh đăng ký đặt lịch chọn tư tờ được chưa? Nhưng mà cái phần mà tư tờ đăng ký hệ thống của các em á thì làm đơn giản lại, nhưng mà có cơ chế xác thực nha. Thế hạn như là có phỏng vấn có gì đó, có ghi nhận được phỏng vấn ví dụ như vậy, thì để mình xác thực được cái khả năng của những bệnh nhân đó, đó là một việc, tức là đối với tư tờ đúng chưa? Rồi còn và cái điều quan trọng nhất đó là để làm đơn giản hóa trong thời gian 4 tuần, trong thời gian 1 tháng ấy, thì có nghĩa là các em giải quyết bài toán là chỉ lấy phần trăm nha. Giải toán là bài toán toán của em á, gửi của hội đồng lấy giải toán bài toán là phần trăm, ăn phần trăm của tư tờ và học tư tờ hay là học của phụ huynh đó. Rồi ràng buộc tất cả những cái việc đó lại, còn cái việc điểm danh em thích thì làm được thì thôi.